nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị quốc tế thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững. Dự án thương mại vì sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam T4SD vừa được khởi động. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vietjet với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Tại buổi khởi động dự án, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vietjet cho biết, mặc dù nền kinh tế xanh cung cấp cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam dựa trên nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, tuy nhiên đây cũng là thách thức cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo bền vững hơn về môi trường, xã hội và kinh tế. Do vậy, dự án này sẽ được triển khai trong 2 năm 2019-2020. Dự án này thì chúng tôi sẽ cùng với ITC là tiến hành trên cả nước trong thời gian 2 năm. Và sau cái thời gian 2 năm này thì căn cứ vào cái kết quả khảo sát đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là ban quản lý dự án và cả phía ITC nữa, và sẽ ghi nhận những cái kết quả và cái nhu cầu tiếp theo của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục là tính chuyện là sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng nào. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái dự án mà không có cái rào cản cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng là hỗ trợ càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu càng tốt và không có giới hạn. Đại diện ITC cho biết, với những nội dung hoạt động được xác định dựa trên nhu cầu thực tế, thông qua dự án, các tổ chức hỗ trợ thương mại, xúc tiến thương mại và doanh nghiệp sẽ dần tiếp cận, lĩnh hội kiến thức và hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia cho từng ngành nghề cụ thể. ITC, Cục xúc tiến thương mại sẽ cùng đồng hành, quyết tâm triển khai thành công cũng như tối ưu hóa các kết quả của dự án để cộng đồng doanh nghiệp được tiếp cận hưởng lợi. Mục tiêu của chương trình thương mại vì phát triển bền vững đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tiếp cận hơn với các thông lệ về tăng trưởng xanh, đặc biệt là tạo ra các cái giá trị, bởi vì như chúng ta đã biết là các người tiêu dùng của chúng ta quan tâm nhiều hơn đến giá trị của những cái sản phẩm xanh và quan tâm nhiều hơn đến cái tương lai của trái đất của chúng ta, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của môi trường. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo ra các cái giá trị đối với tăng trưởng xanh, tạo ra các cái giá trị cho các doanh nghiệp, và chúng tôi cũng có thể thu hút nhiều người tiêu dùng, những người mà quan tâm đến sức khỏe của môi trường, những người mà quan tâm đến sản phẩm xanh. Và chúng tôi đây là một mục tiêu mà tại sao chương trình thương mại vì phát triển xanh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Ngoài những hợp phần được triển khai, dự án cũng sẽ tập trung xây dựng năng lực và kiến thức trong hoạt động kinh doanh, tiếp cận thị trường quốc tế và tài chính xanh, tập trung vào sản phẩm có tiềm năng và cơ hội xuất khẩu, v.v.